Chào mọi người, lại là mình Cu Khoa đây. Thì ở lần trước á, do là mình thấy có nguy hiểm sắp xảy ra cho nên mình phải vội vã đi về. Bởi vì lúc đó mình không đem theo bất kỳ một cái công cụ hỗ trợ nào để mà bảo vệ an toàn cho mình, cho nên bắt buộc mình phải ra về ngay lập tức. Ngày hôm nay mình có đem theo một số thứ gọi là có thể giữ được an toàn cho mình. Và mình lại ra ngoài cái bụi tre này, nơi mà cái con quỷ đó nó xuất hiện và nó đã lấy bé Mỹ An đi đâu mất tiêu rồi. Thì mình có đem theo ở đây, các bạn có thể thấy đó là chín lá bùa ha. Chín lá bùa, thì chín lá bùa này á, lát nữa mình sẽ cắm ở vòng vòng cái khu này. Bởi vì á, không biết là bé Mỹ An còn ở đây hay không, hay là đã bị con quỷ nó bắt đi đâu rồi, cho nên bắt buộc mình phải sử dụng một cái nghi thức, đó là tìm kiếm linh hồn. Thì các bạn có thắc mắc vì sao hôm nay mình ngồi ở đây mà mình không ngồi ở phía bên kia không? Đó, bởi vì ở bên đây nè mọi người, đây đó, đây đây, các bạn có thể thấy ha, đây là cái chỗ quen thuộc mình hay ngồi để mà mình làm video cho các bạn. Nhưng mà cái con chó hay con mèo gì đó nó lại đó và nó phóng uế bừa bãi, rất là hôi, và kèm theo hình như có con gì chết ở đằng đó nữa. Cho nên thôi, hôi quá mình mới dời qua bên đây, và mình cũng có dời thần thổ địa qua bên đây luôn rồi, chứ để ổng ở bên kia ổng hôi chết. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy chín cái lá bùa này để mà mình cắm xung quanh ở đây ha. Các bạn có thể thấy là mình đã cắm chín cái lá bùa xung quanh cái bụi tre này luôn rồi nha mọi người. Đây, một nè, hai nè, thấy không? Các bạn thấy vàng vàng không? Hai nè, bên kia ba, bốn, đó, bên đây nữa, năm nè, năm, sáu, bảy, tám, rồi cái cuối cùng mình cắm ở giữa là chín. Các bạn có thể hiểu như thế này, thì người ta nói là bốn phương và tám hướng. Hiện tại là mình không biết bé Mỹ An bị bắt ở cái chỗ nào, thì ở đây mình để chín lá bùa, có nghĩa là bốn phương tám hướng là tám cái lá bùa đúng không? Còn một cái nữa là mình cắm ở chính giữa cái bụi tre là để cho xác định phương hướng. Ok, thì mỗi lá bùa mình sẽ quay về một hướng. Ví dụ như ở đây nè, mình sẽ quay về hướng bên đây, à, thẳng bên đây ha. Rồi, còn cái lá bùa bên kia thì mình sẽ chéo qua hướng bên đây. Rồi cái ở giữa bên kia thì mình sẽ thẳng luôn, góc 90 độ. Đó, nó sẽ tượng trưng cho là Đông Tây Nam Bắc, rồi Đông Nam, rồi Tây Bắc, rồi nói chung là tám hướng á mọi người. Để mà bây giờ mình sẽ thực hiện một cái nghi thức để xem coi bé Mỹ An đang ở hướng nào. Nếu mà ở hướng nào thì cái lá bùa ở bên đó nó sẽ tự động bốc cháy, tự động bốc cháy nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái nghi thức luôn ha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng rượu, đây là rượu nè, mình sẽ rảy lên trên 8 cái lá bùa đó. Mình xin giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng rất là hay, nó giúp tăng hiệu năng điện thoại của các bạn và nó có tên là iClone. Điện thoại của các bạn xài lâu ngày thì sẽ có hiện tượng chậm do có rất là nhiều file rác. Để máy mượt mà hơn thì các bạn hãy vào cái ứng dụng iClone và bấm vào tính năng dọn rác điện thoại và đợi một xíu. Ok, xong rồi đó. Hoặc là máy của các bạn bị giật lắc và không ổn định thì các bạn hãy bấm vào tính năng tăng tốc bộ nhớ và các bạn đợi một chút xíu, điện thoại của bạn sẽ mạnh như là lúc mới mua luôn. Đặc biệt là khi các bạn chơi game hoặc là làm việc lâu trên điện thoại của mình thì máy sẽ rất là nóng. Ok, thì cái tính năng hạ nhiệt CPU sẽ giúp cho máy của các bạn trở nên bớt nóng liền. Ngoài ra thì ứng dụng còn có nhiều tính năng khác, ví dụ như là tăng tốc cho game nè, khóa ứng dụng hoặc là tiết kiệm pin. Hiện tại ứng dụng đang có mặt trên Google Play của hệ điều hành Android. Link tải ứng dụng mình để ở phía dưới comment và phần mô tả. Các bạn nhớ lên tải ứng dụng về và nhớ đánh giá 5 sao để mà ủng hộ nhà phát triển nha. Ok, nghi thức đã xong rồi mọi người.
Bây giờ mình sẽ cắm ở đây ha. Đây, ông địa vẫn còn đang ngồi đây. Ấy chết. Đấy. Chết cha, mình quên đem thuốc rồi. Mình quên đem thuốc để mà cúng ông địa mất tiêu rồi. Ông địa cho con xin lỗi nha. Để lần sau con ghé. À, rồi bây giờ cái nhiệm vụ của mình sẽ ngồi đây và mình đợi xem coi hướng nào nó sẽ phát tín hiệu ha. Nghe có vẻ là rất là hoang đường đúng không mọi người? Làm sao mà có thể nhận biết được hướng của một cái linh hồn nào đó bị bắt đi? Nhưng mà đây là một trong những cái nghi thức gọi là dành cho những cái người đạo sĩ á, mà muốn tìm kiếm một cái linh hồn của ai đó. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi đây mình đợi một xíu ha. Trời nó đang nhá nhem, không biết là lát nó có mưa hay không nữa. Mình hy vọng là trời không mưa để cho cái nghi thức này nó thành công nha các bạn. Mình chọn mình dời ra ngoài đây á, một phần là cũng vì là nếu mà mình đứng ở trong kia mình sẽ không thấy rõ được, còn mình ra ngoài chỗ này nè các bạn, mình đứng á mình sẽ thấy được cả hai phía luôn. Ok, bây giờ mình sẽ coi hướng nào sẽ có tín hiệu ha. Các bạn thấy rõ ràng không? Vậy là hướng bên đây hả ta? Hướng bên đây vậy là nó sẽ chỉ vô. Nó sẽ chỉ vô cái hướng bên đây nè mọi người. Ok, thì các bạn có thể thấy là cái lá bùa nó nằm ở phía bên đây, nó đã phục đồng nghĩa với việc là bé Mỹ An sẽ không còn ở trong cái bụi tre này nữa mà đã bị bắt đi qua cái hướng phía bên kia rồi. Nhưng mà cái nghi thức này thực sự là cái tỷ lệ mà nó chỉ đường á là cỡ khoảng chừng 60-70% thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ tập trung hoàn toàn và chú ý bên cái hướng bên đây. Mình sẽ thử lấy một cái lá bùa ở trong kia đi. Lấy một cái lá bùa trong đây đi. Ây da. Mình sẽ đặt lại một lần nữa ha. Mình sẽ đặt lại ở đây một lần nữa để xem coi liệu rằng nó có chính xác nữa hay không nha. Ây da. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây. Nó sẽ hướng về phía bên đây một lần nữa nha. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ đặt một cái camera phụ. Ây da. Mất công thì một số bạn nói với mình là sao không đặt camera phụ cho thấy rõ. Ok, thì bây giờ mình sẽ đặt camera phụ cho các bạn xem luôn. Hay, bấm quay luôn nha. Rồi. Thì, quên. Rồi. Thì hiện tại là các hướng kia nó không có tín hiệu, cho nên bây giờ mình và các bạn sẽ tập trung vào cái hướng bên đây nha các bạn. Đó, cái hướng bên đây. Bên kia thì mình có đặt một cái camera phụ rồi. Thì bây giờ mình sẽ xem coi nó sẽ có tín hiệu nào lần nữa hay không. Các bạn thấy không? Rõ ràng là nó tự bốc cháy. Ok. Vậy là bây giờ mình xác định là cái hướng bên đây. Đây.
lúc nãy là nó nằm ở phía bên đây. Ok, nó hướng vô trong cái bụi này rồi. À, mình đã quay lại được rồi các bạn. Ok, thì mình sẽ tiến hành một cái bước tiếp theo. Các bạn có thể thấy đây ha, đây là cái chuông và sợi chỉ đỏ. Cái hướng á, mình xác định được cái hướng là cái quan trọng đầu tiên. Cái quan trọng thứ hai là mình biết hướng nhưng mà mình không biết chính xác vị trí thì mình sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái này để mình đi qua hướng phía bên kia để xem coi liệu rằng coi nó có chỉ được tới nơi của con quỷ nó đang bắt bé Mỹ An hay không nha mọi người. Để mình sẽ thu dọn cái đèn này đi qua bên kia nha, đi qua phía hướng bên kia. Mình mới vừa dời cái đèn đi qua bên đây rồi. Lúc nãy là mình ngồi phía bên kia kìa các bạn. Thấy không? Đó, còn cái bịch đồ mình để ở đằng kia kìa. Ok, thì bây giờ mình sẽ tìm tiếp. Đây, các bạn có thể thấy là mình hướng cái chuông có sợi chỉ đỏ này nè vào ở trong cái bụi này. Thì bây giờ mình sẽ tìm xem coi liệu rằng bé, tại vì cái hướng lúc nãy chỉ á, là nó chỉ từ bên kia đi vô trong cái bụi này. Thì bây giờ mình xem coi liệu rằng bé Mỹ An có ở trong đây hay không, hay là nó chạy ra tuốt về bên kia. Ok, đêm xuống lạnh ghê đó mọi người. Bây giờ mình sẽ tìm tiếp nha. Nếu mà linh hồn bé Mỹ An có ở trong đây thì cái chuông này nó sẽ động đậy và nó sẽ kêu nha các bạn. Đây đây, để mình để im nè. Để mình cân bằng cho nó im thiệt im này. Rồi, này, các bạn có thể thấy rõ hơn nè. Nè, treo bằng cái sợi chỉ đỏ này nha. Các bạn sẽ cùng nhau chờ đợi ha. Coi coi cái chuông nó có reo không. Nếu mà nó reo về hướng bên đây thì chắc chắn bé Mỹ An sẽ ở trong cái bụi này rồi. Còn không thì lát nữa mình sẽ hướng về một cái hướng khác, nhưng mà cùng một cái hướng mà lúc nãy cái lá bùa nó chỉ qua nha mọi người. Ok, mình đợi nãy giờ mà vẫn không có tiếng chuông nào hết. Thì mình nghĩ chắc là sẽ không có ở hướng bên này, sẽ không có ở trong cái bụi này rồi. Bây giờ mình sẽ đẩy cái chuông đi qua bên cái hướng khác nha. Nó sẽ thẳng vào cái hướng ở trong kia, cùng với lại cái hướng mà cái nó chỉ với các bạn, cái lá bùa nó chỉ qua. Rồi, rồi đây, để cho nó yên nha. Bây giờ để xem coi liệu rằng cái hướng bên đây có đúng hay không. Nếu mà đúng thì cái chuông nó sẽ kêu nha. Mình hy vọng là không phải hướng bên đó, bởi vì hướng bên đó rất là ghê. Mình ngồi xa ra cho các bạn luôn nè, xem luôn nè, mất công các bạn nói là mình thổi hay gì đó. Thấy không? Thấy chưa? Ok. Đây, mình cho các bạn xem coi, mất công các bạn kêu là có dây nhợ gì. Đó. Nè, chỉ có một duy nhất là một cái sợi dây chỉ đỏ thôi nha các bạn. Thấy chưa?
một cái sợi chỉ đỏ thôi. Đây, cận cảnh là chỉ có một sợi chỉ đỏ thôi. Rồi, ok, vậy là bây giờ mình kết luận lại, đó là bé Mỹ An không hề có trong cái bụi này, mà cái hướng chỉ là sẽ trong kia. Đây, để mình mở sáng lên cho các bạn xem ha. Đó, bên đó. Mở sáng lên. Đây. Rồi, mình thực sự là mình cảm giác nó có một cái gì đó nó hơi ghê ghê. Bởi vì sắp tới đó sẽ là hang ổ của con quỷ. Nhưng mà nếu mà mình không cứu bé ra thì mình sẽ không biết bé sẽ nguy hiểm như thế nào nữa. Ok, thì chắc là mình sẽ cố gắng. Bây giờ mình sẽ dời cái đèn này đi qua phía bên đó cho nó rõ hơn nha mọi người. Rồi, mình đã dời qua bên kia rồi nha mọi người. Tạm thời là mình cũng tắt cái cây nhang ở ngay đây luôn. Đi qua bên đây. Các bạn có thể thấy là đó, khá là ghê. Đây, hiện tại là mình muốn chắc chắn rằng cái linh hồn bé Mỹ An là sẽ quanh quẩn ở ngay đây. Cho nên bây giờ mình sẽ kiểm tra một lần nữa bằng cách là hỏi xem coi liệu rằng nó có đúng chính xác hay không nha. Giống bằng cái phương pháp lúc nãy luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đốt lại cái cây nhang cái. Hôm nay mình sử dụng khá là nhiều nguyên khí để mà thực hiện một số cái nghi thức. Cái chuông và cái hướng của cái cây của cái chuông á là hướng thẳng vào bên kia. À, ở phía trên đây có cái đèn nên nó hay chá một tí. Để xem coi nó có thực sự là nó kêu rung gì hay không nha mọi người. Đây, mình ngồi xa ra luôn nè. Mất công rồi mọi người kêu là mình thổi gió này nọ đồ. Đấy, thấy chưa? Vậy là bé Mỹ An nó ở trong đây rồi mọi người. Chính xác là như vậy luôn. Cái chuông nó lắc, càng lúc nó càng lắc nhiều quá nè. Okay. Vậy là nó sẽ nằm ở trong đây. Rồi, mình tạm thời mình dừng nó lại nha các bạn. Dừng lại. Rồi. Tự nhiên có cái cảm giác ớn lạnh quá mọi người. Ok, nếu mà các bạn nào mà có ở đây chắc là quét quèo queo luôn á. Bây giờ mình sẽ dẹp cái này đi đi. Thank you.
Tuy là tôi không thấy, nhưng mà tôi biết chắc chắn là có linh hồn ở gần đây. Nếu mà người có lỡ bắt con bé với một cái ý định nào đó thì xin người hãy buông tha cho nó, bởi vì nó còn quá nhỏ. Hãy để nó sớm siêu thoát và đi đầu thai chuyển kiếp. Và người cũng vậy, nếu mà người làm hại nó thì sẽ tội rất là nặng, sẽ không thể nào mà đầu thai được đâu. Thì tôi có thể đưa cho người một cái hình nhân thế mạng khác. Cái này nó có tương tự giống như là một linh hồn thật sự. Tuy nhiên là xét về phương diện về tội thì nó sẽ không có tội nếu mà người bắt cái hình nhân này. Ok, bây giờ tôi sẽ làm phép vào trong cái con hình nhân này và đưa cho người. Nếu người đồng ý thì mong người hãy tha và thả bé Mỹ An ra. Mình sẽ lấy rượu à, đẩy lên. Bây giờ mình sẽ đem cái con hình nhân này đem qua đây. Nếu mà người nghe được những lời của tôi nói thì mong người hãy thả bé Mỹ An. Bởi vì nếu mà người làm hại nó thì người sẽ rất là nặng tội, và lúc đó cả hai sẽ không thể nào đi đầu thai được. Bởi vì bé linh hồn bé Mỹ An còn rất nhỏ, rất là tội nghiệp cho nó. Mong là người hãy nhận thế mạng ở đằng trước kia và thả bé Mỹ An. Tôi hứa tôi sẽ cầu siêu cho người. Có khói bốc lên ở đằng kia mọi người ơi. Khói nó bốc ra từ cái con người nọm luôn á. Ok, thì mình không biết là camera của mình có bắt kịp cái lúc mà khói nó bốc ra từ cái con người nọm hay không. Nhưng mà nếu mà thương lượng được thì chắc chắn mình sẽ giúp bé Mỹ An siêu thoát. Mong người hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi. Nếu được thì mong người hãy đem cái thế mạng đi ạ. Mình thuyết phục nãy giờ nhưng mà vẫn chưa có hy vọng gì á mọi người. Ok, chắc là mình sẽ đi về đi, bởi vì mình cảm giác là
càng ngày càng u ám hơn rồi. Ok thì tôi sẽ tạm thời tôi sẽ cho người suy nghĩ một ngày. Hôm sau tôi sẽ đến đây và mong có một cái câu trả lời từ người. Rồi thôi thì chắc là mình xin kết thúc video ở đây. Mình sẽ quay lại đây vào ngày mai. Rồi, chào tạm biệt mọi người.